Thưa quý vị, những năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm chăm lo, thúc đẩy bình đẳng giới, bảo vệ quyền và tăng cường vai trò đóng góp của phụ nữ trong mọi mặt của đời sống chính trị, kinh tế, xã hội. Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 vừa qua cũng tiếp tục khẳng định phát huy truyền thống, tiềm năng, thế mạnh và tinh thần làm chủ, khát vọng vươn lên của các tầng lớp phụ nữ, xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. Vừa qua tại Đà Nẵng, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm Liên hợp quốc tổ chức hội thảo lấy ý kiến đóng góp dự thảo luật phòng chống bạo lực gia đình sửa đổi. Các ý kiến tại hội thảo cho rằng dự thảo luật phòng chống bạo lực gia đình có nhiều thay đổi đáng kể so với luật phòng chống bạo lực gia đình năm 2007 trong việc xác định rõ hơn hành vi bạo lực cũng như đưa ra khung xử phạt cho từng mức độ vi phạm. Dự thảo cũng nhấn mạnh đến nội dung tư vấn, hòa giải cũng như việc phòng ngừa bạo lực gia đình. Ở những cái mặt mà phải nói cần sự đổi bổ sung thì kịp thời với quốc hội góp ý là thực tiễn kinh qua nhiều cái việc làm mà ở cơ sở sáng tỏ thêm thì bổ sung thêm rồi sửa đổi cho nó chuẩn hóa cái luật này. Với vai trò chức năng nhiệm vụ của Hội Liên hiệp Phụ nữ qua cái luật này làm sao đó để bảo vệ được quyền và lợi ích của các phụ nữ và trẻ em bị bạo lực gia đình, và cũng mong muốn là mỗi gia đình đều là một tổ ấm và là một nơi an toàn nhất cho mỗi thành viên. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, để luật thực sự đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả, rất cần điều chỉnh bổ sung một số nội dung, như làm rõ hơn mục đích của luật, đó là ngăn ngừa mọi hình thức bạo lực gia đình, cũng như đưa ra định nghĩa rõ ràng hơn về bạo lực giới. Bổ sung quy định về nguyên tắc đảm bảo bí mật đời tư trong công tác tuyên truyền, truyền thông về phòng chống bạo lực gia đình. Rất là mong muốn cái bình đẳng giới, cho nên là trong các cái hoạt động của hội muốn là phối hợp cả nông dân cũng như cựu chung binh để chúng ta kêu gọi các cái anh nam cùng tham gia với tất cả các phong trào, cho nên phụ nữ không phải lúc nào cũng kêu gọi phụ nữ. Quá trình xây dựng và triển khai các chính sách kinh tế, văn hóa, an sinh xã hội tại thành phố Đà Nẵng nói riêng và cả nước nói chung có sự tham gia tích cực của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam các cấp từ trung ương đến địa phương trong việc tham gia xây dựng, phản biện và giám sát thực hiện các chính sách. Bên cạnh đó, đồng hành với trung ương hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố cũng đã đang triển khai nhiều phong trào, hoạt động ý nghĩa trong phụng dưỡng bà mẹ Việt Nam anh hùng, trong công tác đào tạo nghề, phát triển sinh kế cho phụ nữ, đóng góp vào thành tựu chung về đảm bảo an sinh xã hội của địa phương ngày càng phát triển.